con xin đọc phần phần tiếng Việt. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tu thiền thì tuệ phát sanh, không thiền thì tuệ mong manh phục tàn. Hữu và phi hữu hai đèn, suốt thông nỗ lực dễ dàng tuệ tăng, của Hòa Thượng Giải Đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính nhường mít đại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cảm ơn Tâm Pháp. Tâm Pháp chắc không thấy dòng trái của Nhật Quỳnh phải không? Mời Tâm Pháp kể sau thỉnh Pháp Sư mà giao mít rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Trại Đức Tuệ Nhẫn giảng giải bài học ngày hôm nay, câu Pháp Quốc Kinh số 283. Dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiêu khắp ba cõi, rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng nghĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn đâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 283. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con rất là cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thật là hạnh phúc khi mà biết đến chánh pháp của Đức Phật và lại được chia sẻ giáo pháp của Ngài. Tất cả những gì quá khứ đều đã qua đi hết, chỉ còn xác ra hiện tại này. Chúng ta hãy nắm bắt được chúng từng chút một. Hãy đừng quên về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày. Tuệ giác sẽ sanh khởi như thật. Đừng quên, hãy đừng quên âm thanh. Hãy đừng quên màu. Hãy đừng quên mùi. Hãy đừng quên vị. Hãy đừng quên cứng, quên mềm. Hãy đừng quên cảm thọ. Hãy đừng quên suy nghĩ. Và chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta chỉ nghe diệu pháp và như lý tác ý. Con đường chánh trí sẽ đi một mặt. Và chúng ta thật nhẹ nhàng, đó là con đường chánh pháp. Đừng có ý niệm về ngã ở bất cứ đâu cả, thì chúng ta sẽ thấy được pháp như chúng đang là. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Và chúng ta học thì cần phải từ ngữ, nhưng mà chúng ta học xong, chúng ta hãy lấy nghĩa và bỏ cái từ chế định này đi. Chúng ta sẽ sống một đời sống an nhiên, thanh tịnh, nhẹ nhàng,
Thì chúng ta sống, cuộc sống của chúng ta, nếu như mà chúng ta đang đang làm ô xin thì chúng ta hãy chánh niệm ở đó. Chúng ta đang làm giám đốc, chúng ta cũng chánh niệm ở đó. Chúng ta đang là một người cư sĩ thì chúng ta học cái pháp thì nó có ở khắp mọi nơi. Chúng ta là một vị sư thì chúng ta hãy đi theo cái con đường của một vị sư. Và ở đâu thì chúng ta biết được cái chánh pháp, biết được cái pháp nó vận hành, thì cái chánh chi kiến nó sẽ thành lập lên cái con đường bát chánh đạo. Đó là chúng ta cần phải hết sức lưu ý cái điều đó. Và hãy đừng có ngôn ngữ, khi mà chúng ta học xong rồi, chúng ta hãy lấy nghĩa của nó và diệu pháp này sẽ được hiển lộ lên một cách như thực, và cuộc sống của chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng. Đó là điều mà chúng ta cần phải hướng tới, cái mục đích thiết thực hiện tại. Bây giờ thì con xin làm lễ đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddham phagawantang afiwademi swakhato phagawata thammo thammang namassami supatibanno phagawato savaka sangho sangkhang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, Ngài đã tự mình bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, chỉ với những ai có niềm tin chân chánh thực hành chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu được ba la mật và liễu ngộ được chánh trí, chứng được niết bàn. Phước báo do đầm lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu phật tử. Mong cho quý vị được sự an lạc tấn hóa trong thời gian nghe pháp và phát sanh được trí tuệ, thấy rõ được lý tứ thánh đế. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay thì chúng con xin trình bày câu kệ số 283. Trước khi trích nghĩa từ vựng, con xin đọc cái câu kệ này hai lần. Quan ná chin đá tháp ma rút khăn quan ná tô cha giáp tê pháp danh chê toa quá lanh chát quá nát thành chát nít bá na hô thác phích khả vô quá lát chinh đá thác ma rút khăn quá lát tô cha giáp tê phát dâm chê toa quá lát lanh chát quá lát thành chát nít bá na hô thác phích khả vô. Và cái nghĩa Việt là các ngươi hãy đốn rừng, chớ có đốn cây cối. Chúng ta thấy cái văn xuôi á, cái bài này văn xuôi thì dịch rất là rõ ràng, nhưng mà Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch về văn là cái bài kệ năm câu, thì cái đốn rừng không đốn cây, thì cái từ không đốn cây á, cái nghĩa nó chưa có nó chưa có sáng, nhưng mà cái nghĩa mà chớ đốn cây thì ở đây chúng ta đã hiểu rất rõ, phải không? Sợ hãi được sanh ra từ rừng. Này chư tỳ khu, sau khi đốn rừng ô nhiễm và lùm bụi, hãy trở thành những người không còn ô nhiễm. Những người không còn ô nhiễm. Màu mùi vị âm thanh làm cho chúng ta ô nhiễm, phải không? Chúng ta không như lý tác ý về nó. Và cái câu đầu tiên là quanh lá chim đá thá,
Marukhang. Cái từ quanh ná hay cái từ quá ná đó, chúng ta biết là nó là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách. Chỉ cho rừng. Thì chúng ta biết là rừng á, thì nó rất nhiều những cái cây cổ thụ, rất nhiều những cái hoa, rất nhiều những cái cỏ rại, rất nhiều những cái cỏ dại, rất nhiều những cái lùm bụi. Chúng chắn hết các cái lối đi, và chúng không có làm, chúng chắn che mờ hết cái lối đi, chúng không có làm cho cái lối đi được rõ ràng. Nên là chúng ta biết là những cái người mà mới đi vào rừng á, mà nhất là cái rừng mà không ai đi đó, thì những cái bụi gai lâu năm và chúng mà những dịch tễ hết, không có cái con đường đi. Để mà đi vào rừng thì cũng vậy, cái tâm của chúng ta đó, nó bị rất nhiều những cái thứ ô nhiễm trong đời sống hàng ngày. Ô nhiễm vô minh nó ở ngay đây thôi các bạn à. Vô minh nó không có xa, nó ở rất gần, rất là khó thấy. Sau cái thấy cái nghe nè, lúc nào cũng có vô minh và tham, hoặc là sân, hoặc là ganh tị, tật đố, bỏng sẻn, nó tràn ngập trong tâm trí của chúng ta, nhưng mà không bao giờ chúng ta dễ thấy được nó. Và chúng ta lúc nào cũng muốn thấy nó, chúng ta muốn hành cái gì đó để thấy nó, thay vì nó sanh lên chúng ta thấy thì chúng ta không chịu. Để chúng ta thêm, tức là nó cũng là vô minh. Như vậy chúng ta thấy là cái gì chúng ta cũng bị vô minh nó che đó. Nên là cái sau cái thấy cái nghe của chúng ta là cái rừng vô minh. Những cái lậu hoặc giết nó sanh khởi rất là nhiều. À, thì cái rừng ở đây chỉ cho mắt tai mũi lưỡi sáu cái khu rừng này. Hằng ngày chúng ta không bao giờ nhớ về pháp nó sanh khởi ở các cái căn này. Chúng ta chỉ nhớ đàn bà, đàn ông, nhớ những cái câu chuyện của người này, người kia, người này xấu, người kia tốt, chứ không bao giờ nhớ các cái thực tại nó sanh khởi, mà không có ai cả. Đó, đó là đám rừng. Rồi cái từ Chindatha, căn của nó là căn chít, nó là cái động từ. Ở đây nó là tha động từ. Và cái đó là số nhiều. Nó là, cái nghĩa của nó là chặt, là đốn. Chặt hay là đốn. Các ngươi hãy đốn. Các ngươi hãy chặt. Chặt đứt. Bứng nó lên. Và cái từ nữa là cái từ ma rút khăn, thì chúng ta biết là rút khăn là những cái cây rừng. Ma rút khăn, cái từ ma đó là một cái đặc từ hả chị, chứ các ngươi ma rút khăn là những cái cây rừng. Tiếp theo là cái từ manato cha giác tê phát văn. Quá lá tô đó thì nó cũng là rừng quá lá, nhưng mà ở đây nó chia theo cái gì? Xuất xứ cách. Nó chia theo xuất xứ cách. Nó là một cái danh từ trung tánh, nó chia theo xuất xứ cách, tức là từ, từ rừng. Từ đó đó, từ cái khu rừng đó đó, từ rừng. Mà chỉ cho cái gì? Rừng ở đây tức là bao nhiêu những cái loại phiền não ô nhiễm ở trong tâm của chúng ta đó. Và cái từ chayate là cái căn của nó là căn chan, là cái động từ
chi theo hiện tại là được sanh ra, tự nó sanh ra, được sanh ra, tự nó sanh ra. Phá giá là cái từ, phá văn là cái từ sợ hãi, sợ hãi. Tiếp theo là cái từ, cái câu tiếp theo là chê toa quá nanh chá quá nát thanh chá nít bát na hô tháp thích cả vô. Chê toa thì chúng ta biết rồi, nó là cái động từ chê tá tí mà căn của nó là căn chít đó, nó chia theo quá khứ phân từ, nên là động từ bất biến, động từ bất biến tức là sau khi đã chặt, động từ bất biến tức là sau khi đã chặt, đã đốn bứng. Rồi cái từ quá lanh chá thì chúng ta biết rồi, quá lanh chá nó cũng là khu rừng ha. Quá lách thăng tức là quá lách thá là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo đối cách chỉ cho những cái lùm bụi. Lùm bụi ở đây những cái bụi, lùm bụi tức là những cái bụi gai góc mà nó đang xen, nó rộng rạp, nó che phủ hết những cái lối đi. Đây là khi mà chúng ta ở trong đó mà chúng ta không lấy cái con dao, con dao của trí tuệ chúng ta phát nó ra, chánh niệm phát nó ra, thì chúng ta không thể nào ra khỏi cái khu rừng này được. Thì cũng vậy, phiền não cũng vậy. Niết bàn ná thì chúng ta biết rồi, ní cộng với quá ná, nó là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chốt cách số nhiều, tức là không còn ô nhiễm. Không còn ô nhiễm thì cũng kể như là niết bàn, không còn ô nhiễm. Tiếp đầu ngữ là không, quá ná. Rồi cái từ cuối cùng là cái từ phích khao vô, phích khú, là một cái danh từ nam tánh. Ở đây chia theo hô cách số nhiều, này chư tỳ khu. Và chúng ta biết là này chư tỳ khu ở đây á, biết ai là này chư tỳ khu? Những người nào thật sự đang thấy về danh và sắc pháp chân đế mới được gọi là vị tỳ khu thực sự trong chánh pháp của Đức Phật. Nhớ như vậy. Còn cái kia nó mới chỉ là danh từ thôi. Đó. Kể cả người cư sĩ mà bắt đầu thấy rõ được danh và sắc rồi, không còn tự ngã rồi, đó mới được gọi là vị tỳ khu thực sự trong giáo pháp của Đức Phật. Hãy nhớ dùng cái điều đó. Rồi ở đây chích lục và ngài dịch là đốn rừng không đốn cây. Cái câu này rất dễ hiểu lầm phải không? Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sanh sợ hãi, tức là nhiều người hiểu là đốn rừng phải đốn cả cây. Nên là chúng ta cứ nhờ cái văn xuôi nữa nên là chúng ta mới rõ nghĩa là đốn rừng chớ có đốn cây. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sanh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỷ kheo hãy tịch tịnh. Tịch tịnh, tịch tịnh. Đó là cái bài kệ mà con xin trích nghĩa từ vựng và cái câu kệ ngôn này thì chúng ta biết là nó có hai câu kệ ngôn này trong một cái bài giảng pháp của Đức Phật. Hai câu kệ đó con xin đọc: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hãy thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa gái trai,
tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. À, chúng ta biết nè, tâm của chúng ta thì luôn luôn nghĩ đến ái dục giữa nam và nữ và nghĩ đến tái sanh. Chúng ta thích thú với sự hiện hữu, nhớ như vậy. Còn cái người nào mà thực sự thấy được, rõ được cái điều đó, thấy được cuộc sống chỉ là những cái xác chết chuẩn bị để đem chôn, hôi thối bẩn thỉu, không có gì đáng để trú ở trong thai và cũng không có gì đáng để quan hệ với những cái xác thân hôi thối ô nhiễm và bất tịnh, mà không phải là đàn ông đàn bà này, nó chỉ là những cái đống thịt do vô minh ái dục nó tạo tác lên, thì người đó mới được gọi là thi. Nhưng mà tâm của chúng ta thì không, phải không? Nó luôn luôn nó tưởng. Và cái câu pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Chê Táo Quán Á, đề cập nhiều vị tỳ khưu lớn tuổi. Và trong thời gian những cái vị này còn là cư sĩ, thì các cái vị đó là những cái trưởng giả sống ở trong cái thành Sa Quách Thi. Và những cái vị này sống rất là giàu có, là những cái người bạn thân, và họ thường rủ nhau đi làm những cái phước thiện. Và khi họ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì họ mới hỏi lẫn nhau là chúng ta đã già rồi, là chúng ta còn láng lại cái nơi nhà làm gì nữa. Thì sau khi xuất gia đó, thì với Đức Thế Tôn thì vì lớn tuổi, tuổi già nên họ không thể học thuộc lòng khi mà pháp được thuyết. Do đó họ cho cất những cái thảo am ở sát cái danh chùa, rồi họ sống chung với nhau ở đó. Khi thì họ đi trì bình khất thực, xong thì họ ghé qua nhà vợ con của họ thêm để mà có được cái vật thực họ độ. Họ sống một cuộc sống sung sướng. Và trong cái nhóm đó thì các cái vị sư đó thì có một cái bà vợ cũ của một cái vị đó có tên là Mathura Panika, gọi là bàn tay thiện xảo. Và bà là cái người hộ độ cho tất cả những cái nhóm này. Và cho nên các vị này rất là thường mang những cái vật thực khất thực được đến nhà bà và ngồi dùng vật thực ở đó. Và bà tùy tiện nấu nướng thêm canh với những cái thức ăn vật thực và bỏ vào thêm những cái bát của vị đó. Và ít lâu sau á, thì cái bà này lâm trọng bệnh và bà đã mệnh chung. Và khi đó thì các vị sư già ngồi tụ hội lại cùng nhau tại cái thảo am và ôm cổ nhau khóc than kể lể. Lúc này các vị này bây giờ thức ăn nó đói vì không có cái bà này phục vụ thêm nữa. Rồi bà tín nữ có cái bàn tay thiền xảo này mất rồi thì chư tỳ kheo khắp nơi đi đến mới hỏi thăm rằng có cái việc chi vậy này các hiền giả. Thì những cái vị này mới nói là bạch các ngài, cái bà vợ cũ của cái người bạn chúng tôi đã mất rồi. Một tay bà đã hộ độ chúng tôi thật nhiều, nay bà mất đi á, thì chúng tôi không tìm đâu ra được một cái bà hộ tăng như thế. Do đó mà những cái vị tỳ kheo này buồn rầu và khóc than. Và chư tỳ kheo này mới đem cái việc này thảo luận tại cái giảng đường. Và Đức Thế Tôn ngự đến hỏi rằng, này chư tỳ kheo, hôm nay các thầy tụ hội thảo luận cái việc chi vậy? Bạch ngài, những cái việc như thế. Ở đây chúng ta thấy giữa người chư tăng mấy nệ cư sĩ, nó là một cái sợi dây mà luyến ái vô cùng, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Không phải chuyện đơn giản. Này các tỳ khưu, không phải bây giờ đâu, mà trước kia bà ấy là một cái con quạ mái. Một hôm đi kiếm ăn ở dọc cái bờ biển thì bị một cái lượng sóng kéo lôi xuống biển và bà ta chết đi.
và con quạ này chết đi. Thì các vị tỳ khưu, lúc đó các vị tỳ khưu này khi ấy là những cái con quạ trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái chết của con quạ mái. Họ than thở cùng nhau rằng chúng ta sẽ vớt nàng lên, rồi chúng dùng mỏ rút hết nước biển lớn, nhưng mà họ chỉ nhọc công vô ích mà thôi. Nói rồi thì Ngài ngâm lên cái câu kệ này: Api napa kutha santa mukhañ cha parisassati ramanana parema purate va mahodatthati. Quai hàm ta đã mở, miệng mồm ta đã khô, ta không tác với nước biển lớn lại đầy tràn. Và sau khi Ngài kể cái chuyện tiền thân bổn sanh con quạ xong, thì Đức Thế Tôn mới gọi các tỳ kheo là đến bảo rằng: Này các tỳ khưu, sở dĩ các thầy gặp phải khổ này là tại vì cái khu rừng tham sân si. Vậy các ngươi phải đốn tuyệt cái khu rừng ấy đi thì các thầy mới giải thoát khổ. Rồi Ngài nói nên hai cái bài kệ: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sanh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỳ kheo hãy thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Ở đây chú giải sau cái bài kinh là ná rú khăn, là nghe Đức Thế Tôn bảo là hãy đốn rừng, thì những vị mới tu ngỡ rằng Đức Bổn Sư hãy dùng búa, dùng diều để đốn rừng, rồi khởi lên cái ý đốn cây. Thật ra thì Đức Thế Tôn ngụ ý nói đến cái khu rừng phiền não, nhất là tình ái dục giữa nam nữ, chứ không ám chỉ đến cây, nên nói rằng đừng có đốn cây. Quá lát tô ví như là khu rừng thông. Khu rừng thông thường hằng có sự sợ hãi do thú dữ trú ẩn, như là sư tử, cọp beo, những cái bụi rậm rắn, vân vân. Cũng vậy, những cái sự sợ hãi khởi lên từ cái khu rừng dục vọng phiền não phát sanh bốn cái sự sợ nhất định, là sự sợ sanh. Quá ná hí, quá nắp thanh chá, ở đây nghĩa là những cái cây to gọi là rừng, quá ná. Những cái cây mọc sau gọi là củi gỗ. Cũng vậy, những cái đại phiền não dẫn đi thọ sanh các cái cảnh giới gọi là rừng, còn các cái phiền não cho quả dị thục gọi là củi gỗ. Cả hai cái thứ này cần nên chặt đứt bằng bốn cái đạo, nên mới có câu là đốn rừng và củi gỗ. Cái từ Niết Ba Ná Hô Thá đó là hãy dập tắt phiền não. Có dễ dập tắt phiền não không thưa quý vị? Rất là khó. Mà phiền não mà chúng ta, lúc mà nó sanh mà chúng ta không thấy được như nó là đó, không thấy được nó chỉ là pháp đó, đúng thực của nó đó, thì không có dập được nó đâu. Nhưng mà thường thì chúng ta đi tìm phiền não thì lấy đâu mà dập, mà dập được. Rồi là chúng ta cũng xua đuổi phiền não nữa. Bây giờ chúng ta thấy những cái cảnh sắc tốt, thinh âm thanh tích, chúng ta có thích nghe không? Chúng ta có muốn không? Đó là chúng ta đang đi tìm nó đó. Nhưng mà chúng ta chẳng cần tìm thì nó cũng tới. Nó là một cái lạ điều nè, các pháp nó sanh khởi chỉ đủ duyên của nó. Vậy nhưng mà tâm của chúng ta nó vẫn bị cái này nó, cái tầm này nó cứ cứ tầm hoài. Nhưng mà chúng ta thấy được nó đó thì tâm của chúng ta nó bừng sáng thôi. Và cái từ tiếp theo là ca văn hí quán nát thu,
dầu nhỏ như hạt bụi của các củi gỗ ấy, là dây luyến ái giữa nam và nữ chưa cắt đứt, đến chừng nào tâm còn bị dính mắc buộc ràng như con bò con chưa có rời vú mẹ được. Và cuối thời pháp, các chư tỳ khu già này đắc được quả tu đồ quần, và thính chúng cũng được hưởng nhiều cái lợi ích. Và ở đây ngài Cẩn Đề nè, bà Hồ Tăng nay đã mù, sư già khóc cợ trẻ mồ côi, vắng người dân phụ đồ ăn uống, thiếu kẻ nâu qua chỗ đứng ngồi, khát sữa bò con mơ tưởng vú, thèm cơm quạt trống ước ao mồ, dây tình trai gái còn miên viễn, biển khổ trầm luân mãi mãi trôi. Đó là cái bài kệ mà con xin kính đọc đến chư đại đức tăng và quý vị. Cuộc sống thì dầu chúng ta biết hay không biết thì hằng ngày cũng chỉ có cái thấy và cái được thấy sanh khởi, và chúng ta cảm tưởng là chúng ta thấy suốt cả ngày, chúng ta tưởng là chúng ta mở mắt suốt cả ngày, nhưng điều đó là không có. Và chúng ta biết là chỉ có khoảnh khắc thấy thì mới sáng, mới có ánh sáng, mới có được thấy được nhà, thấy được cảnh đẹp người này người kia. Còn tất cả đều ở trong bóng tối. Cái cứng cũng ở trong bóng tối, cái mềm cũng ở trong bóng tối. Cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc, chạm, trí tuệ, tham, sân, si, thọ, ngay kể cả cái thấy cũng ở trong bóng tối. Ánh sáng chỉ là một cái đối tượng, là duyên để cái thấy sanh khởi, và cái thấy thấy được những cái màu sắc ở bên ngoài. Và nếu không có cái thấy và cái được thấy thì không gì gọi là con người, nhà cửa, đẹp đẽ, xe cộ. Khi mà chúng ta nhắm mắt vào thì tất cả cái đó đều biến mất. Vậy cái đó là gì? Đó chỉ là một sát la vụt qua. Và sau cái thấy thì chỉ còn cái lý mít tá, cái tướng của cái được thấy đó. Từ những cái khoảnh khắc tiếp thâu quan sát đoán định, rồi động lực tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si, chỉ có mỗi khoảnh khắc thấy thì chúng thấy đối tượng thị giác thôi, cực kỳ ngắn ngủi. Và khi khoảnh khắc tham thì không còn là cái thấy nữa. Như vậy cái thấy đã diệt đi vĩnh viễn. Thế rồi chúng ta lại tham cái được thấy. Như vậy là chúng ta tham những cái đã diệt đi vĩnh viễn rồi. Nhưng mà khổ một lỗi là cái sắc, cái bóng ảnh, cái tướng của nó vẫn còn ở đó. Nên là chúng ta cứ tưởng là có cái con người nào cụ thể hay cái gì đó còn ở đó. Nhưng mà thế giới này không có ai cả. Từ vô thủy cho tới vô chung, từ cảnh giới này cho đến vô lượng cảnh giới khác, thì cũng chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và những thực tại này. Có khi nào chúng ta để ý cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác? Bất cứ khi nào chúng sanh khởi thì đối tượng thị giác đã có mặt ở trước đó rồi. Và đối tượng thị giác thì gọi là đàn ông, đàn bà, là ai cả. Nó chỉ là một cái tứ đại. Nếu không có tứ đại thì không thể có đối tượng thị giác được.
Như vậy đối tượng thị giác này nó hiện lên cái màu này, đối tượng thị giác này nó hiện lên cái màu kia. Như vậy nó có vô vàn những cái màu sắc khác nhau. Do vậy nó có rất nhiều những cái tâm thấy sanh khởi xen kẽ khác nhau. Và chúng ta ngỡ như là có cái con người nào đó, đó chính là tưởng mà thôi, chỉ là bóng ảnh, không có một cái con người nào cả. Cái mà hợp tụ lại rất nhiều những cái khoảnh khắc sanh diệt, và chúng ta cho nó là ai đó, chứ thực tế không có ai hết. Rồi khi cái nghe sanh khởi thì dứt khoát cái thấy phải diệt đi vĩnh viễn, thì cái nghe mới có mặt. Vì cái nghe nó có mặt chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, sanh lên và diệt đi. Như vậy thì âm thanh, nếu không có tứ đài thì cũng không có âm thanh. Như vậy thì cái vi diệu pháp, cái tạng vi diệu pháp, nó không ở trên cái chữ và nó ở đúng trong đời sống hàng ngày của nó, mà ít ai biết về nó, ít ai nói về nó. Chắc người ta không thích cái diệu pháp này, và người ta không thấy được cái diệu pháp nó đang thể hiện cái bản chất của nó, thì làm sao mà có sự giác ngộ, không có được đâu. Người ta đi tìm một cái phương pháp nào đó để thấy pháp, mà trong khi đó pháp nó đang sanh khởi với bản chất của nó, thì làm sao mà mà thấy được. Như vậy lúc mà chúng ta nghe mà chúng ta không biết được cái tâm nghe và không biết được âm thanh, không hiểu được chúng là cái gì, thì cái con đường nào để ra khỏi sanh tử luân hồi? Ngồi thiền ư? Nếu mà các căn nó đang giao thoa, các pháp nó đang sanh khởi bởi các duyên của nó mà không thấy không biết, thì chúng ta ngồi và chờ đợi cái gì? Thiền không phải là như vậy đâu. Người nào nắm vững được pháp duyên khởi, người đó sẽ có được một cái khoảnh khắc chánh niệm tỉnh giác và thấy cái chân quý. Vì chúng ta chưa thấy được cái khoảnh khắc chánh niệm thực sự nó như thế nào, nên là chúng ta còn mơ mộng, hão huyền, và chúng ta còn theo cái phương pháp này, theo phương pháp kia. Chúng ta không thực sự sống với đời sống của mình trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không bao giờ biết pháp, không bao giờ lấy pháp làm thầy được cả. Và chúng ta chỉ sử dụng cái ngôn ngữ để biện luận, chứ chúng ta không thực sự có chánh niệm tỉnh giác thực sự của nó. Cùng lắm là những cái khoảnh khắc thiện. Khoảnh khắc thiện thì chúng ta biết là rất rất là nhiều. Nhưng mà khoảnh khắc tứ niệm xứ thì xin lỗi quý vị, nếu mà cái người đó pháp học mà không nghe đủ tiêu chuẩn về nó đó, là nó không có sanh lên. Bởi vì hễ mà bạn không có biết được cái duyên của nó, không tạo được cái duyên của nó, thì pháp nó vẫn là như vậy, nhưng nó không sanh. Vì sao vậy? Vì nó không có duyên để cho nó sanh thì nó không sanh. Nó đơn giản vậy đó. Nên là nó là cái cánh rừng đó, nó là cái cánh rừng. Pháp học mà không học, mà học không học, học không đúng đó, nó là một cái cánh rừng. Nên là chúng ta biết là trong cái bài gì Đức Phật dạy nó không nằm, bây giờ xin quên cái nhớ tên, rồi Đức Phật nói là chánh pháp á, mà các con không biết nắm, không biết nắm á, mà nắm vào cái đuôi của con rắn á, thì cái pháp này nó sẽ cắn các con chết. Và cái chánh pháp này á, cần phải được cái người thông hiểu, và luôn luôn phải khoảnh khắc nào cũng phải hiểu nó là pháp vô ngã hết. Mà muốn hiểu được pháp vô ngã, chỉ khi nào mà chúng ta phải bắt đầu phải buông bỏ hàng vô lượng lần để quay về với khoảnh khắc này, để mà
chực nhận được một khoảnh khắc của nó để thấy rõ được pháp vô ngã. Để cho chúng ta cái chi kiến này nó mới thực sự đứng vững được ở trong tâm của chúng ta thì mới nói đến cái chuyện ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn ngày nào chúng ta còn theo một cái phương pháp nào đó thì xin thưa rằng ngày đó chúng ta còn vô minh và còn điên đảo. Âm thanh nó sanh lên, nó có phương pháp nào không? Có ai tạo ra nó không? Cái nghe có ai tạo ra nó không? Nếu không có tai, không có âm thanh, có nghe được không? Khi chúng ta ngủ say, có tai ở đó đó, có tâm ở đó đó, nhưng mà có nghe được không? Không bao giờ nghe được. Chúng ta thấy thế giới này, cái thế giới của các pháp hoàn toàn vô ngã và do duyên sanh của nó. Và chỉ khi nào có cái nghe thì có âm thanh thì mới nghe được thôi. Và ai cũng nghe âm thanh hết, nhưng mà mỗi người suy nghĩ về âm thanh đó là khác nhau. Phải không? Để thấy được rằng nghiệp hữu là bất khả tư nghì, và mỗi chúng sanh là một nghiệp riêng, là như vậy đó. Ai cũng nghe âm thanh hết, mà chúng ta diễn và tả cái âm thanh nó thành ra cái thế giới. Như vậy là suốt cái cuộc hành trình chúng ta chỉ sống với suy nghĩ của riêng mình, chúng ta chẳng sống với ai cả đâu. Chúng ta vẫn độc cư như vậy, nhưng mà chúng ta quên các pháp. Thật là tiếc, thật là buồn. Chúng ta càng tu thì càng tham, càng vô minh, càng sân hận. Chúng ta chẳng thương yêu được nhau thì tu làm cái gì? Chúng ta chùa to Phật lớn mà chúng ta không yêu thương được nhau, không có tâm từ với nhau, không có hỷ xả, không có thực sự thấy dược pháp thì sao đây? Thì chúng ta đã có lỗi lầm rất lớn khi chúng ta học chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà ai thấy được thực tại, sư đảm bảo với quý vị rằng người đó tâm lúc nào cũng chỉ tiến tới sự tuyệt hảo của nó mà thôi. Chánh pháp này là vậy. Lúc đó chúng ta mới hiểu được Đức Phật thật là tối thượng, giáo pháp và chư thánh tăng và các ngài trí tuệ đã để lại diệu pháp thật là vi diệu. Nhưng mà nó rất là đơn giản, phải không? Chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Nhưng mà ai cũng bỏ quên nó hết á. Chúng ta cứ đi tìm một cái gì đó thần thông thánh trí ở đâu không à. Mà chúng ta tìm trong từ ngữ thì làm sao mà nó ra được? Không có ra được đâu. Khi nào chúng ta thực sự xem là chúng ta vừa nghe một cái là tham nó tới, sân nó tới, si nó tới, vô minh nó tới, ganh tị nó tới, hỷ nó tới, có đúng như vậy không? Như vậy khi mà chúng ta thấy từng cái khoảnh khắc của nó như vậy thì chúng ta thấy có ai ở đó không? Mới vừa đây cái thấy nó diệt thì cái hỷ này nó sanh, cái tác ý này nó khác. Thì chúng ta thấy cái mối nhân duyên của nó, nó làm rất rõ ở sáu căn môn này. Nằm rất rõ. Ngày nào mà chúng ta không thấy được những cái phiền não ở trong tâm của chúng ta, nó như cái đám rừng, thì làm sao chúng ta thương yêu được mọi người? Làm sao chúng ta xả ly được? Làm sao chúng ta cung kính được? Làm sao mà chúng ta lân đỡ được người khác? Không có đâu, không bao giờ có. Chúng ta cực kỳ xấu xa, nhưng mà chúng ta luôn, cái tâm của chúng ta nó luôn luôn đóng giả là cái anh chàng tốt đẹp. Chúng ta thường ngã mạn với cái ngu dốt của mình, mà đâu có biết đâu.
tham lừa chúng ta. Ở đây không có ai hết. Khi nào mà chúng ta hiểu không có ai hết thì mới nói đến cái chuyện tu hành. Và tham sân si đó thì sao vậy? Nó chỉ ẩn chú lên những cái bất tịnh này thôi. Những cái đống xương thịt bất tịnh này nó nắm giữ kinh hoàng lắm. Nó nắm giữ kinh hoàng lắm. Nhưng mà cũng chỉ sáu căn của con người được nghe diệu pháp của Đức Phật thì mới thấy ra được nó thôi. Còn những chúng sanh khác thì xin thưa với quý vị rằng không có được nghe. Mà kể cả loài người cũng chỉ là những cái con người hy hữu thôi. Con người hy hữu. Con người đã nhiều đời tôn kính Tam Bảo và nhiều đời tạo những cái ba la mật mới gặp nhau thôi, chứ còn không phải ai cũng được gặp đâu. Đừng, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thuộc Phật Pháp, nhưng mà nhớ một điều, Pháp nó sanh khởi không phải là chúng ta tầm chương chích cú. Điều đó là sai, không có đúng. Pháp nó sanh khởi nó không có tầm chương chích cú, không có bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Nếu mà chúng tôi thuyết Pháp ở đây đó, mà đọc đó, ở trong kinh ra lời Đức Phật, mà chúng ta phải biết xong, chúng ta phải hiểu, phải hiểu Pháp. Cái quan trọng nhất là phải hiểu Pháp. Mà đã hiểu rồi á, thì nó rất là tự nhiên. Và lấy ở trong các căn này ra, nó mới là thật. Cái kia là cái chữ, nhưng mà phải biết được kết lối nó vào trong đời sống hàng ngày. Đời sống hàng ngày chỉ có Pháp sanh khởi mà thôi. Một khoảnh khắc hiểu biết về cái cứng, cái mềm, nó không thực sự là ai cả. Nó còn tốt đẹp hơn là chúng ta đắc được 8 tầng thiền định. Vì sao vậy? Vì có đắc như vậy cũng không thấy được vô thường, cũng không thực pháp là vô ngã, không có tôi, không có ta. Nhớ một điều, và không phải là ai thuyết về thiền định cũng đắc thiền định đâu, không có chuyện đó đâu. Người nào mà hiểu rành rẽ về thiện và bất thiện và thấy cái sự nguy hại của năm dục thì mới nói đến cái chuyện mà phát triển tâm định. Còn thiền tuệ thì khỏi nói rồi, phải không? Nhớ một điều như vậy. Đừng có ai nói rằng thiền định là tu dễ dàng lắm. Thưa quý vị, nó khó hết gấp hàng ngàn lần cái thiền quán, nhưng mà nó cũng không có đắc đầu hả? Còn thiền quán đó, nó dễ là sao? Dễ là bạn phải hiểu thật đúng lời Đức Phật dạy, thì cái là chúng ta không có mong cầu cái gì cả, và tâm của chúng ta sống rất nhẹ nhàng trong đời sống của mình. Chúng ta chỉ nghe diệu pháp đúng và như lý tác ý từng chút một. Trí tuệ nó cứ lớn mạnh lên đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta kinh nghiệm qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua xúc, qua chạm, qua cứng, qua mềm, chúng ta thấy được rõ những cái thế giới này không có con người, đàn ông, đàn bà gì ở đây cả. Thì lúc đó chúng ta mới xả ly, ôi cái đời sống này chỉ là duyên sanh do vô minh chúng tạo tác, vì những cái đống xương hôi thối tan rã bất tịnh. Cái được gọi là con người này, con người kia, tên là cô hoa hay là tệ nhẫn này kia, nghe có vẻ đẹp đẽ lắm, nhưng mà nó bị đánh lừa, bị đánh lừa, bị đánh lừa. Tham ái là một ông chủ rất là lớn, và chúng đưa ra rất nhiều cái hợp lý, nhớ như vậy, hợp lý lắm, hợp lý lắm, rất là hợp lý. Tại sao mà Đức Phật chỉ dạy về sáu căn này? Tại sao Ngài nói là chánh niệm, sáu căn, phát triển chánh niệm làm gì vậy? Bởi vì sáu căn này chúng ta mà không có phát triển được chánh niệm thì cái rừng vô minh, ái dục, lậu hoặc, nên càng ngày các cái cảnh bên ngoài vào, cái tưởng của chúng ta bên trong nó làm ô nhiễm, nó làm ô nhiễm thôi. Ô nhiễm.
Như vậy Đức Phật dạy là gì? Phiền não ô nhiễm từ bên ngoài vào. Nhớ nha, từ bên ngoài vào. Từ bên ngoài vào, bên trong thì ý niệm về ngã, bên ngoài thì chúng ta, nó đưa ra là người này, người kia, vân vân. Nó đưa ra hay đó. Và quý vị để ý đi, ngày này qua ngày khác, thì chúng ta cũng hiểu kiếp này qua kiếp khác. Có cái gì ngoài thấy, ngoài đối tượng được? Chúng ta đã thấy bao nhiêu đối tượng rồi, chúng ta có nhớ nổi không? Có những cái đối tượng mà không có cái đối tượng nào chúng ta hiểu cả. Chúng ta toàn nghĩ đây là đàn bà, đàn ông, rồi là có người này, có người kia, rồi cây cối, nhà cửa. Nhưng mà đối tượng thị giác thì không phải. Không phải là cây cối, nhà cửa, con người. Đối tượng thị giác là một thực tại. Cây cối là một ý niệm, cây cối là sản phẩm của suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ lại là một thực tại. Chính suy nghĩ là thực tại, còn cái sản phẩm được suy nghĩ thì không còn là thực tại nữa. Do vậy chúng ta rất dễ bị lầm lẫn hai thứ này. Rồi hàng ngày cũng chỉ có những cái âm thanh vụn vặt, nó sanh khởi và nó hoại diệt thôi. Và cái nghe âm thanh có ai không? Quý vị thử xem đi, cái đời sống này còn cái gì nữa không? Rồi hàng ngày có chút mùi, nó qua mũi và cái tâm ngửi đó sanh khởi. Không lẽ mùi nó là con người này con người kia? Sao âm thanh là con người gì? Hay là màu qua mắt thì là con người gì? Đâu chúng ta có chạm được màu không? Không bao giờ chúng ta chạm được màu. Chúng ta có chạm được âm thanh không? Không. Chúng ta có chạm được mùi không? Không. Bởi vậy cái từ mà Đức Thế Tôn đã dạy đó, nó chuẩn xác đến từng chi tiết để nói lên cái thực tại của nó. Tại sao lại ngửi mùi à? Mà không là nghe mùi, mà không là thấy mùi, để nói lên cái thế giới riêng biệt của nó. Và mùi thì nó là vô tri vô giác. Như vậy là suốt cuộc sống này chúng ta đắm nhiễm vào những cái thứ vô tri vô giác. Đó là sắc đó. Mà sắc này Đức Phật ví như là gì? Ngạ quỷ dạ xoa đó. Nó do duyên mà nó hình thành nên nhiều những cái sắc khác nhau, nên là chúng ta không biết về nó, không hiểu về nó. Nên là chúng ta mê, chúng ta quên nó, tức là quên cái thực tại của nó đó. Nó đó, hằng ngày nó hiện khởi suốt cả ngày đó. Rồi cái vị thì là đàn ông hay đàn bà? Cái gì nếm vị? Không, cái tâm, cái thức nó nếm vị. Không phải tôi hay ai đó nếm vị. Tâm tham nó không thể nếm vị được, xúc nó cũng không thể nếm vị được, thọ nó cũng không thể nếm vị được, chỉ có rồi thấy cũng không thể nếm vị được, nghe cũng không thể nếm vị được, mà chỉ có cái thiệt thức nó nếm vị mà thôi. Cái suy nghĩ nó cũng không thể nếm vị được, tham sân si nó cũng không thể nếm vị được, chánh niệm tỉnh giác trí tuệ nó cũng không thể nếm vị được. Như vậy là ai? Có phải là các pháp do duyên sanh không? Vậy thì chúng ta có cần phải làm một cái gì đó để tạo ra các pháp, hay là các pháp đã sanh khởi bởi duyên của nó rồi, mà chúng ta chỉ cần tác ý để hay biết về đúng pháp,
nó sanh khởi ở khoảnh khắc đó như nó là hay không? Hay là chúng ta đã bỏ quá nhiều kiếp sống và quá nhiều thời gian mà chúng ta đi tầm cầu những cái phương pháp vô ích và đã tạo ra thêm nhiều những cái tà kiến cho mình không? Mà chúng ta nói rằng chúng ta đi vào chánh pháp của Đức Phật vào đường nào? Đường nào? Đường nào đây? Đường nào? Pháp đã sanh khởi suốt cả ngày trong đời sống hàng ngày. Có biết gì về nó đâu mà chúng ta đi tìm nó ở trường thiền này, trường thiền thì tìm cái gì? Làm sao để hiểu? Không, không bao giờ hiểu. Chẳng có ai dạy được trí tuệ cả. Nhớ như vậy. Chỉ khi nào nghe đúng pháp và trí tuệ nó sanh khởi và nó tích lũy cái duyên của nó. Không có ai tu tập ở đây cả. Nhớ như vậy, chỉ có trí tuệ nó phát triển cái con đường riêng của nó thôi. Nếu mà ngày nào chúng ta không có trân trọng cái điều đó thì chúng ta đi xa rời cái chánh pháp thì tà pháp nó có mặt thôi, không có cái gì cả. Và trí tuệ nó sanh khởi rất là chậm chạp, rất là lâu. Một vài kiếp sống thì không đủ cho nó đâu. Đừng có em nào nói đừng tu tập là cái này cái kia mà trí tuệ nó sanh, thì xin thưa mấy quý vị rằng là cái người đó không còn là con của Đức Phật nữa. Vì Đức Phật đã giảng pháp là do duyên, mà cái vị nào đắc đạo quả trong kiếp này do đã nhiều đời đi đúng cái con đường bát chánh và vân tập ba la mật rồi, điều đó rất đơn giản và dễ hiểu. Còn những người nào ba la mật còn yếu mà phiền não vô minh và nghiệp trong kiếp này nó còn che phủ này, cũng không có cách nào cả, thì vẫn cứ là nghe chánh pháp và tích lũy dần dần. Và không có con đường nào khác đâu các bạn ạ. Không có con đường nào khác. Nếu có con đường nào khác thì nó sẽ có hàng tỷ con đường. Mà hàng tỷ con đường thì nào vô minh nó tạo ra thôi. Rồi cái xúc chạm, cái thấy thì nó có xúc chạm được không? Không. Nghe? Không. Ngửi? Nếm? Không. Như vậy cái cứng này nó là một thế giới và nó do duyên sanh, nhưng mà nó này chỉ sanh ở cái căn môn của nó. Như vậy thì chính vì vậy chúng ta thông hiểu sáu căn thì chúng ta sẽ thông hiểu pháp. Vậy khi mà chúng ta gọi là giác ngộ là gì? Giác ngộ pháp trong đời sống hàng ngày rồi mới nói đến đạo quả được. Chưa giác ngộ thì chưa có chứng đắc đạo quả. Nhớ như vậy. Giác ngộ rồi tức là chúng ta nắm vững được pháp trong đời sống hàng ngày, tức là chúng ta không bao giờ còn tin vào một phương pháp và chạy theo ai cả, và chúng ta chỉ có nghe diệu pháp, chánh pháp mà thôi. Và chúng ta biết như lý tác ý rồi thì cứ như vậy. Và bao giờ đắc đạo quả thì chúng ta có làm gì được không? Không, chúng ta chỉ trồng cây và vung bồi, phân nước và nhổ cỏ cho chúng thôi. Còn bao giờ cây cho trái thì chắc chắn rồi, không cần phải bàn nữa, phải không? Không cần phải bàn nữa. Và qua bài pháp này để làm gì? Chúng ta thường dính mắc với nhau. Ở nhà thì chúng ta chán vợ, chán chồng, chán con, chán cái. Không có vui. Nhưng mà chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta là dính mắc với nhau. Nhiều lắm. Và chúng ta luôn luôn bị cái rừng vô minh và ái dục này nó cột chó chúng ta. Đâu quý vị thử chỉ ra xem cái thế giới này còn cái gì nữa không? Không. Cõi trời là gì? Nếu không có tâm, không có sắc, không có tâm sở, cõi trời chỉ là một cái tên. Phạm Thiên chỉ là một cái tên.
cũng như chúng ta chỉ là một cái tên. Và chúng ta, những cái pháp mà cần được hiểu thì chúng ta không có làm nổi bật nó lên. Cứ suốt ngày có trời này có trời kia à. Nhưng mà những cái phẩm chất tâm của chúng ta mà không được hiểu, không được vun bồi thì chẳng bao giờ có cái cõi trời nào nó sẽ được cả. Tâm này không được vun bồi, không được tẩy trừ các cái lậu hoặc phiền não, chẳng bao giờ có niết bàn, chẳng bao giờ có tâm siêu thế. Và người ta cũng nói là tu tập thiền siêu thế. Chúng ta thấy làm gì có cái chuyện tu tập thiền siêu thế bao giờ. Không có chuyện đó đâu. Cái tâm siêu thế của ta, tâm chứng đạo mà tu tập cái gì. Và chúng ta nghĩ rằng cái thiền Vipassana chứng đắc đạo quả không có. Không bao giờ, không có cái thiền Vipassana nào chứng đắc đạo quả cả. Thiền Vipassana nó chỉ hiểu tất cả danh và sắc, và nó xả ly mà thôi. Nhớ như vậy. Và nó làm duyên cho cái tâm đạo, tức là cái phẩm chất trí tuệ nó vượt lên, nó thấy rõ được sự tịch tịnh của Niết Bàn. Không có cái thiền Vipassana nào mà tu để đắc đạo quả siêu thế cả. Nó chỉ là một cái duyên cho nó thôi. Tất cả pháp nó đều, pháp hữu vi nó đều, nhân duyên này nó nối đến nhân duyên kia. Và cái gì? Cái chuyện kết thúc của nó là tâm siêu thế nè. Tâm siêu thế này nó không có tạo ra duyên gì hết. Nó chỉ đứng gốc phiền não và nó diệt ngay tại chỗ. Như vậy chúng ta thấy đời sống chúng ta quý báu, chúng ta nghe Phật Pháp nhiều, nhưng mà chúng ta bỏ quên cái gì vậy? Bỏ quên cái Pháp đang là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Lúc mà sân nó sanh khởi, không có được một chút hiểu biết nào. Lúc mà tham nó sanh khởi, không có chút hiểu biết nào, nó là vô ngã. Lúc mà cái thấy sanh khởi, nó không có chút hiểu biết nào. Cái đó mới là vô minh đó, thưa quý vị. Minh nó ở ngay đây nè. Chứ không phải vô minh mà chúng ta đi tìm nó ở đâu đó, không có đâu. Nó sanh khởi suốt trong đời sống hàng ngày. Từ lúc chúng ta thức dậy, đến lúc chúng ta đi ngủ, là hầu như khoảnh khắc nào cũng có mặt của nó hết chứ. Ngay kể cả cái thiện nó sanh khởi, chúng ta cũng chẳng có một chút hiểu biết nào về nó. Là thiện pháp này, không phải tôi. Thường thường chúng ta đi làm phước á, là bao giờ cũng có ý niệm là tôi làm phước để kiếp sau tôi hưởng, tôi chứng đắc Niết Bàn. Làm gì có cái chuyện đó. Thân thể của các bạn ở kiếp này do nghiệp nó tạo ra. Thân thể kiếp sau không phải là thân thể này. Nhưng mà nó được tiếp nối mới là diệu kỳ. Vậy chính cái chỗ này chúng ta luôn luôn bị ý niệm về ngã, mà chúng ta không hiểu được là chỉ có tâm thiện nó sanh khởi bởi cái duyên của nó, như vậy nó tạo ra phước báo, chứ không có tôi nào tạo ra cả. Tâm thiện nó không sanh khởi, nó có tạo ra phước báo được không? Mà tâm thiện nó không sanh khởi thì giới nó có thành tựu được không? Không có, không bao giờ có. Bởi vậy nên là chúng ta hiểu về thiện và bất thiện trong đời sống hàng ngày là cái cốt tủy để mà chúng ta phát triển được cái con đường bát chánh đạo. Ngày nào mà chúng ta không thấy được cái mãnh lực của phiền não,
của vô minh á, nó khủng khiếp và nó to lớn như thế nào. Làm sao mà chúng ta kinh cảm cái vòng sanh tử luân hồi được? Làm sao mà chúng ta cung kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng được? Làm sao mà chúng ta phải từ bỏ mạng sống để giữ giới hạnh được? Làm sao mà chúng ta từ bỏ khen chê, từ bỏ cả chùa chiền này kia được? Không có đâu. Ngày nào mà chúng ta không hiểu nhà cửa chùa chiền tiền bạc nó như cái núi như vậy, nó chỉ là đất nước lửa gió, nó chỉ là cứng mềm, nó chỉ là cái lọc độc qua mắt qua tai qua mũi qua ý nghĩ mà thôi. Thì làm sao chúng ta biết sử dụng cái gì là chân chánh cho mình được? Chúng ta cho nhau cũng chỉ là một chút tứ đại mà chúng ta nắm bắt hay là ta thọ nhận cái chút tứ đại đó cũng là ngục tù thôi, là luân hồi thôi. Chứ quý vị tưởng là quý vị cho cái gì, quý vị buôn bán cũng là buôn bán tứ đại, mà cho cúng dường cũng là tứ đại, mà chúng ta cướp giật hay là giết móc cái gì cũng chỉ là tứ đại thôi. Quý vị chỉ tùm sư rằng có cái gì hơn nữa không? Sao mà vô minh nhiều đến thế? Vì chúng ta không hiểu được những thứ này. Đó. Đám rừng đó. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm được này, chúng ta có thấy được cái đám rừng đó không? Nếu mà chúng ta không thấy được cái đám rừng đó thì chúng ta không có cái thanh kiếm, không có cái cuốc, cái xẻng nào để mà chúng ta đào bứng những cái bụi rậm này lên được. Chúng ta không thể làm cho cái cây rừng, cái cây trí tuệ chúng ta lên lớn, nó to mạnh lên được. Không có chuyện đó đâu. Người nào không hiểu giáo pháp, người đó có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có chuyện đi tham. Nhớ như vậy nha. Không bao giờ có chuyện đi tham. Dầu là bạn có thuyết pháp, có học pháp mấy chục năm hay chăng nữa, bạn cũng không bao giờ có sự đi tham nào cả. Cái chuyện đi tham ở đây là chúng ta phải hết sức là rõ ràng. Kể cả là bạn có làm thiện, có bố thí nhiều đó, nhưng mà cái chuyện đi tham mà để ra khỏi sanh tử luân hồi là không có. Nhớ như vậy, là không có. Như vậy hằng ngày chúng ta luôn luôn bị các cạm bẫy, luôn luôn bị các cạm bẫy, chúng ta luôn luôn bị hệ lụy. Hệ lụy về gia đình, các mối quan hệ, hệ lụy về thầy trò. Chúng ta thương thì chúng ta không dám nói. Chúng ta khi mà cái sai trái chúng ta bực bội thì chúng ta cả lễ. Chúng ta sống chẳng có giống ai cả, phải không? Chúng ta sống không có giống ai hết. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có trí tuệ, nên là chúng ta không có giống ai hết. Và rồi khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta này càng không có giống ai. Chúng ta không có giống ai. Chúng ta chỉ giống mới mỗi cái khoảnh khắc cô đơn ở riêng đó thôi. Nhưng mà nó an tịnh, nó viễn ly, nó buông bỏ. Nó thấy ra là ôi nó đã diệt rồi, nó không phải của tôi. Ôi lại cái thấy, lại đối tượng thị giác, lại cái nghe, lại cái âm thanh. Âm thanh thì nó chỉ là âm thanh thôi. Không đáng để phải tham, phải sân, phải si về nó. Nhưng mà quả thực, chúng ta chỉ tìm thấy, chỉ có những cái sanh khởi suốt cả ngày. Và kiếp sau thì nó cũng vậy thôi.
và kiếp sau nữa, và mãi mãi thì nó cũng vậy. Vậy thì tại sao chúng ta còn đi tìm kiếm cái gì thêm nữa? Thì có cái gì đâu để mà tìm kiếm. Hình như là chúng ta còn nghĩ rằng tứ đại nó còn có cái gì nữa để kiếm, phải không? Kim cương thì cái thấy nó không có, nó không có thấy kim cương. Cái thấy nó chỉ có thấy cái màu thôi. Cái nghe thì nó không có nghe kim cương, phải không? Kim cương nó chỉ là một cái tên thôi. Nhưng mà không hiểu đó. Thì cái giả cho là cái thật, và cái thật á, thì lại cho là cái giả. Đó là tà kiến, chứ không có gì cả. Như vậy chúng ta thấy được rằng là trong sáu căn này, chúng ta muốn phá vỡ được cái rừng vô minh ái dục, ngũ uẩn tham sân si ngã mày, thì chúng ta phải thấy cho được đời sống này chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm những cái khoảnh khắc hữu vi này. Chúng sanh nên đã diệt mất rồi, không có ai ở đây cả, không có tự ngã nào ở đây cả. Chúng chỉ là pháp sanh và diệt. Thì lúc đó minh sẽ sanh khởi, và chúng ta mới đốn được cái rừng này. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Giặc Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A Tu La, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đổ Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm diễu chi được các pháp trong đời sống hàng ngày. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy.